Chào các anh em nha, hôm nay mình câu cá tra ở sông gần cầu Gạch Cha nha các anh em. Hôm nay nước cũng đẹp lắm các anh em ơi. Thấy nó ụp cũng vài con nha. Hy vọng là hôm nay dính nha. Nay mình săn hàng sông Gạch Cha nha các anh em. Hôm nay thấy Hugo nó cũng về la ra nha các anh em. Cá sát chủ yếu là phụ thôi nha các anh em. Nay mình chơi thẻo tầng 4 lưỡi luôn. Mình chơi sai nguyên tắc cái thử coi nó hên không nha các anh em. Chứ đánh thẻo đơn chùm nho là quá bình thường rồi. Mình chơi thẻo tầng luôn. Mai mốt mình chơi lăn xê tầng luôn. Rồi. Nay mình đánh cá tra nha các anh em. Nay mình chơi sai nguyên tắc cái. Mình không chơi thẻo đơn mà mình chơi thẻo tầng. Bốn cục mồi nha các anh em. Đó, bốn cục luôn. Hy vọng là dính con Hugo. Rồi xuống hai cần luôn nha các anh em. Nay mình không có câu cá sát nha các anh em. Nay ngày hôm nay chắc cá cha nó ăn nha các anh em. Rồi xuống hai cần luôn. Một cần chùm nho bánh mì, một cần thẻo tầng bánh mì. Thấy nó ụt cũng lai rai các anh em ơi. Cá ăn các anh em ơi. Trời ơi. Không bên nổi anh em ơi. Cà nắc. Cà nhịp. Em chơi nguyên chùm nho luôn các anh em ơi, hai chùm nho luôn. Bánh mì nó cũng quất luôn. Rồi. Cá cha lớn nó ăn nhẹ lắm nha các anh em. Ai cá chê nó lôi không nổi luôn à. Các anh em ơi, cá cha nó ụt nhiều mà nó không ăn các anh em, dính da đen nữa. Chủ yếu là mình câu cá tra với cá sát nha các em. Cá chê mình không lấy nha các em. Con này cũng to lắm các em ơi. Cá chê chủ yếu người ta phóng sinh á, mình cũng không muốn câu nữa. Thả nha các em. Chủ yếu là da trắng các em ơi. Cá chê là mình thả hết nha các em. Chủ yếu là câu cá tra với cá sát thôi. Ra xong thì các anh em cứ bánh mì với chuối là làm tới thôi nha các anh em. Vừa ít tốn tiền mà vừa hiệu quả cao nữa nha các anh em. Hôm nay mình câu có bánh mì không à các anh em? Bánh mì một mô một các anh em ơi. Câu cũng gần hết rồi, nãy giờ mình móc cũng nhiều các anh em, không có chơi cá sát nữa.
thấy nó ụt sáng mấy con mà nó không ăn các anh em ơi. Con cá mà nó sống tới hàng mà 7 đến 10 kg, 7 8 kg, 10 kg, mười mấy kg là nó cũng trải qua chắc cũng nhiều nhiều kiếp nạn lắm nha các anh em. Nó mới đạt được cái trọng lượng đó. Những người không biết câu sảy rồi đứt dây rồi nói chung là nhiều cách, nhiều kiểu. Nó mà được 10 kg, 15 kg chắc nó cũng trải qua chắc 72 kiếp nạn các anh em. Sắp mưa rồi các anh em ơi, chuẩn bị mình rút quân thôi các anh em ơi, cuốn cần về thôi. Hẹn các anh em clip sau nha, clip sau mình sẽ đi săn hàng bên nhà bè nha các anh em. Câu cá tra nha, tra cá chim, cá trôi bên đó cũng nhiều loại cá lắm các anh em. Cá chê cũng dính nữa mà mình dính mình chủ yếu là mình thả thôi các anh em ơi. Tầm biến đem về lắm, về cũng không ăn uống gì hết. Rồi hẹn các anh em nha, clip sau các anh em theo dõi kênh nha. Mình sẽ lên hàng luôn á, con chừng 4-5 kg, 2-3 kg là ok nha các anh em. Cá sông bây giờ là dính cỡ con cỡ 2 kg là quá vip rồi. Còn hàng lớn thì nó hiếm lại các anh em ơi. Một năm thì người ta câu dân giờ dân câu cá tra nhiều lắm các anh em. Con cá 7-8 kg chắc cũng khoảng 4 năm, 3-4 năm nó mới lớn được, nhiều khi lâu à. Rồi, hẹn anh em tiếp sau luôn. Cuốn cần về.